Thời gian vừa qua, khi chủ đầu tư tùy tiện huy động vốn của dân, dùng tiền không đúng mục đích, dùng tiền của dự án này đi làm dự án khác, dẫn đến nhiều dự án đều dở dang và mất khả năng thanh toán và thiệt hại rất lớn thuộc về người mua nhà. Nhưng theo quy định sắp tới, doanh nghiệp muốn bán nhà phải bắt buộc có bảo lãnh của ngân hàng để xác định rõ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Các dự án phát triển nhà ở đều phải nằm trong chương trình kế hoạch của các địa phương, tránh tình trạng cấp tràn lan như trước đây. Các tỉnh thành phố phải xây dựng kế hoạch phù hợp với chiến lược quốc gia, lượng hàng sản xuất ra phải phù hợp với điều kiện thanh toán của người dân, năng lực của nhà đầu tư. Vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản được nâng lên tối thiểu là 20 tỷ đồng. Với những nhà phát triển dự án thì yêu cầu còn cao hơn nhiều. Điều đó sẽ loại bỏ được các doanh nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, không có tiềm lực. Trường hợp chủ đầu tư không hoàn thành tiến độ, không làm được nhà, ngân hàng phải đứng ra trả tiền cho người mua. Vì vậy, ngân hàng sẽ đứng ra chọn lựa các chủ đầu tư và dự án được thực sự đủ năng lực, đủ uy tín mới bảo lãnh.